nhận token cần VZ được các bạn. Khi ta sẽ chấp kèo này, cái đồng token này nó dự án lấy nhiều sàn lớn nha các bạn. Binance mà nó hiện giờ đang bán yêu nha các bạn. Mình chưa có biết rồi. Phan để mình vào cái website của nó nè các bạn. Website của nó. Khi tham gia các bạn nhận được 88 đồng Z là Berry nha các bạn. Phan, mình để mình vào website nè, mình thêm thứ nha các bạn. Blockchain máy đang lót kỹ quá ta, mã con sách nè. Khoan các bạn, để mình kiểm tra thông tin chút đi. Đang lót dự án chút nha các bạn. Chở cho anh con số không may, để yêu em mang lấy chua cay. Anh chỉ góp nhỏ cho chuyến tàu em qua. Blockchain máy bà nội cha, cái máy lốt chậm quá. Thôi bỏ đi các bạn. Rồi các bạn vô mình sẽ chép thông tin nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào nút I am. Các bạn bấm vào claim VN free dùng một chữ các bạn. Thôi bây giờ các bạn bấm vào nút Telegram nha các bạn, để làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên các bạn join vào hai kênh nhóm Telegram đó nè. Rồi các bạn join một kênh, các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn join kênh thứ hai, kênh chào của nó nè. Các bạn join vào nha các bạn. Join sẽ không kêu ghi là username ta. Mình ghi thử username đúng không nha các bạn. À còng. Anh. Các bạn vào setting copy lấy username, nó không yêu cầu mình ghi thử. Để sẽ thiếu thông tin. Đúng thì mình làm lại 0299 31577. Các bạn gỡ nha các bạn. Trời ơi, nó kêu username thì quơ không nổi. Rồi, các bạn vào thay quơ nha các bạn. Các bạn follow thay quơ và like và test 5 người bạn các bạn. Cho anh con số không may, để yêu em mang lấy chút. À, lót dự án lâu dữ vậy trời. Cái máy này bị mạng wifi giao này kỳ cục. Làm video không được không mẹ hay gì chứ.
nó không nổi. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra lại nha các bạn. Rồi các bạn request xà pin bota 5 người bạn phần link thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn like nó cái đi. Các bạn test lại một cái bình luận là 5 người bạn vô các bạn. Vì mình cắt bỏ đi các bạn. Các bạn trả lời nha các bạn, test lên 5 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Mỗi một lượt các bạn được 2222 token. Rồi các bạn ghi lại một cái username theo quên các bạn. Má còng win. VNH9 gỡ. Username Taylor à cộng ghi lại win VNH9 U Taylor username sell kỹ chợ thì đúng Taylor mà quá dự án này khủng quá. U tờ quyết u sơ xeo u sơ nem. Rồi các bạn copy cái đường link test 5 người bạn thôi. Các bạn mở thay quơ của mình lên các bạn. Cái link tờ quyết này các bạn. Các bạn vào trang cá nhân nè. Các bạn vào hồ sơ nè. Và nhờ một tờ quyết trả lời nè. Bà chó. Rồi cái đường link hồi nãy các bạn chia sẻ dự án nha các bạn. Và một tờ quyết. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Này chứ các bạn sao chép đến theo quên các bạn. Rồi các bạn thoát ra, các bạn mở Telegram lên trong bát vào. Các bạn gửi các bạn. Đáng khùng miếng nó không biết đường interview theo word username theo word đúng rồi đủ thì chơi còn win v này nó chính đúng rồi. Rồi mình gỡ nha bạn. Xin em xe hoài. Rồi các bạn bỏ đi. Các bạn bấm vào Mi Basi các bạn. Rồi mình đã nhận được nó cập nhật cái góp mình nhận được token này các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link invite lên liên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân. Còn này nó lấy thông tin mình thẳng luôn tờ mới vô nó lấy thông tin Telegram luôn. Và theo word luôn, tờ quýt luôn. Ôi con này. Rồi các bạn bấm vào nút wallet thì các bạn. Các bạn nhập địa chỉ với ERC20 vô các bạn. Mình dùng ví chút wallet. Các bạn sao chép các bạn. Bạn quá chờ các bạn.
gỡ nó. Du quá lại sao. Chen du quá đẹp yêu. Con này vô giờ eo eo nó thư. Tắt yêu. Thôi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Nhiệm vụ mình đã hoàn thành nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.